Ôi, từ từ
đi lên cái vấn đề là cảm ơn tất cả quý vị, đặc biệt quý vị các bạn mới là buổi chiều buổi trưa hôm nay. Thì một lần cảm ơn bạn đã dàn xếp và thu xếp tất cả để có một buổi học buổi như thế này. Rất là cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi bây giờ chỉ nói như vậy thôi, chỉ một lần cái thông điệp duy nhất là đoàn kết mạnh quân thi dung. Tôn trọng những cái tình cảm của quý vị, không phải là Mạnh Quỳnh lên Facebook nhiều hay gì là Mạnh Quỳnh nói này nói kia là được đâu. Thì Mạnh Quỳnh chỉ có những cái mà mình chỉ vô xem thôi, mà không có bình luận vô. Tại vì một cái câu bình luận mình vô của Mạnh Quỳnh vô sẽ có rất là nhiều cái vấn đề quý vị, vì nó có một cái sự không hiểu lầm nhau hay gì đó. Mạnh Quỳnh nhắn từ người này cũng nhắn người kia sẽ buồn, cho nên có những cái thì quý vị nên nhớ là Mạnh Quỳnh không phải không nhắn tin lại, và Mạnh Quỳnh không có động và không ghi nhận tất cả điều mà người đều ghi nhận trên đây hết, chứ không phải là không nhớ hoặc không biết đâu, nhưng mà mới nói ra thôi. Ok, nhưng mất bây giờ là Mạnh Quỳnh bắt đầu nói nhiều và lấy tính tình nóng nảy và hay đụng gì nói đấy, khổ giờ mình lay ai không biết nữa. Ok, không, tôi với chương trình bên ngoài thế, mà mọi người khi tôi hôm Mạnh Quỳnh tất cả chúng ta chúc mừng sinh nhật nhé, ba câu nhật nhé, nào, 1, 2, 3, Mạnh Quỳnh chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you.